Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào khuya đêm qua tại một ngôi nhà 5 tầng. Trong nhà có nhiều người thuê trọ ở ngõ 43, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đến thời điểm này đã xác định được 14 người tử vong, 6 người bị thương. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút. Căn nhà bị cháy có nhiều người bên trong. Ngay khi nhận được thông tin, công an thành phố đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố và công an quận Cầu Giấy, lực lượng cảnh sát 113 công an quận Cầu Giấy, công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác chữa cháy. 12:35 là trinh sát bắt đầu xuống mở cửa, là thấy kéo ra là thấy hôi cháy. Đến phát thứ 2 thì mình bùm thì lại nghĩ là nước, vì là quanh này kín quá, nhưng đến thứ 3 thì biết là bắt đầu là không phải nữa, thì bắt đầu chạy ra mở cửa thì là thấy hôi cháy là mầm mầm hết lên rồi. Thì là chạy xuống. Đều là những dãy phòng trọ và có rất là nhiều phòng, và có phòng thì có rất là nhiều người. Tất cả lực lượng của chúng tôi, những người còn sống thì được lực lượng cứu hỏa đã đưa ra trước, còn chúng tôi vào hỗ trợ đưa sơ cứu và đưa những người tử nạn lên. Chúng tôi không đếm được số người, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó cũng giống như một phần của Khương Hạ cách đây ít lâu. 4 giờ sáng, công tác cứu hộ và xử lý đám cháy đã hoàn tất. Lực lượng chức năng cho biết có 14 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ cháy này. Vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện hỏa tốc về vụ cháy nhà dân tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào đêm qua, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và chỉ đạo như sau. Phân công Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo vụ việc. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng, Thủ trưởng của các bộ ngành, cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là luật phòng cháy và chữa cháy, chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Ra soát lại các quy định của pháp luật và điều kiện về phòng cháy chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh, cho thuê trọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2024, kiểm tra, phân loại, có ngay giải pháp về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. Cũng vào sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 14 người chết. Thành phố Hà Nội cũng đã hỗ trợ 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương. Riêng đối với 6 nạn nhân của vụ cháy, tất cả đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải và đã qua cơn nguy kịch. Trong sáng nay, Quốc hội cũng đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân của vụ cháy. Thưa quý khán giả, hỏa hoạn nếu không may xảy ra, thiệt hại về người và của thì khó có thể đong đếm được. Tại thành phố Cần Thơ, nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố, vào sáng nay, Hội Thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 đã chính thức khai mạc tại công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phóng viên Vĩnh Phúc thông tin chi tiết. Tham gia hội thi có 72 vận động viên thuộc 9 đội đến từ các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây đều là những đội thi đã đạt thành tích cao tại các hội thi cấp quận huyện. Các đội trải qua 2 phần thi, lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết hỏi đáp về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phần thi thực hành bao gồm các nội dung tổ chức chữa cháy, kỹ năng sử dụng công cụ chữa cháy, bình cứu hỏa, kỹ năng cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh, kỹ năng tổ chức thoát hiểm trong đám cháy, kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn. Trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phương châm 4 tại chỗ luôn được ưu tiên hàng đầu nhằm chủ động phòng ngừa cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Thành phố Cần Thơ đã phát động mạnh mẽ và sâu rộng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã được xây dựng và hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là dịp thi đua tranh tài giao lưu học hỏi giữa các vận động viên là thành viên của các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, góp phần nâng cao kỹ chiến thuật cá nhân của các vận động viên. trở thành hạt nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở. Cũng vào sáng nay, thành phố Cần Thơ tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá từ ngày 25 đến 31 tháng 5 để hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5. Thông tin từ phóng viên Trường Tiến. Với thông điệp bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống, đặc biệt là tại nơi công cộng và đối tượng tập trung là thanh thiếu niên. Tại lễ meeting, thành phố kêu gọi những người đang hút thuốc lá hãy giảm dần thuốc lá, tiến tới cai nghiện thuốc lá. Những người chưa hút thì kiên quyết nói không với thuốc lá và tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Mục tiêu là bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho những người xung quanh và tạo môi trường trong lành. Thực hiện tuần lễ không khói thuốc lá năm nay, thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức và nhiều nội dung. Trong đó, chú trọng truyền thông và quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khu vực công cộng. Bên cạnh lễ meeting, thành phố còn đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng chống tác hại thuốc lá. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi, 75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam, mỗi năm có ít nhất 40.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá như ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ và các bệnh đường hô hấp. Ngay sau kết thúc lễ meeting, hơn 100 tình nguyện viên cùng đoàn xe sẽ diễu hành trên các tuyến phố để tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng hưởng ứng tuần lễ Ngày Quốc gia không thuốc lá. Día bà là hoạt động tín ngưỡng dân gian thu hút được nhiều bà con miền Tây sùng kính và chiêm bái. Tại tỉnh An Giang, lễ hội cấp quốc gia Día Bà Chúa xứ núi Sam chính thức được diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 với rất nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng và nghệ thuật độc đáo để thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Hiện mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được địa phương cơ bản hoàn thành. Đây là khu vực miếu bà Chúa xứ núi Sam, nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động của lễ hội. Việc đảm bảo an ninh trật tự được ban tổ chức đặc biệt quan tâm. Bên trong khuôn viên miếu bà, các hoa văn, tiểu cảnh cũng đã được sửa chữa và trùng tu từ khá sớm. Đối với ban quản trị, chúng tôi cũng đã có xây dựng cái kịch bản tổ chức lễ hội truyền thống, rồi cái tôn vinh, rồi cái công tác an ninh trật tự phục vụ cho cái công tác lễ hội nó càng được tốt hơn. Hiện trung bình mỗi ngày điểm du lịch tâm linh tại đây đón hơn 30.000 lượt khách, tức là tăng từ 5 đến 6 lần so với ngày bình thường và dự kiến lượng khách sẽ còn tăng mạnh trong mùa lễ hội sắp tới. Để đạt mốc 5 triệu lượt khách trong kỳ lễ hội này, ngoài tổ chức chu đáo nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng và nghệ thuật độc đáo, địa phương còn đặc biệt quan tâm tới các dịch vụ ăn uống, lưu trú. Hiện các nhà hàng, khách sạn tại đây cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nâng cấp trang thiết bị của mình để đảm bảo nó luôn mới, phục vụ tốt cho du khách. Thứ hai là chúng tôi không ngừng training, không ngừng tập huấn cho nhân viên các nghiệp vụ để giữ vững được cái tiêu chí tiêu chuẩn của mình đã đặt ra. Có những cái sản phẩm nó thu hút hơn từ dịch vụ tiêu dùng, khách sạn, nhà trọ, dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng cũng như là các cái hoạt động để phục vụ cho tham quan chiêm ngưỡng của người dân cũng như du khách. Đây cũng là năm thứ 10 lễ hội này được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự kiện sẽ là nơi để giới thiệu tới du khách gần xa về tiềm năng, thế mạnh và những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cũng như nét văn hóa đặc trưng của vùng Bảy Núi An Giang. Tại lễ hội Día Bà có một nghi thức khá là đặc biệt mà cứ đến ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm, người dân gần xa lại tụ họp về miếu bà Chúa xứ để thực hiện. Đó là nghi thức may áo dân bà. Năm nay thì gần 500 người dân đã tập trung trong khuôn viên miếu bà, cặm cụi may áo với tất cả lòng thành kính, dâng lên bà chiếc áo đẹp nhất và tâm huyết nhất. Theo thông lệ, mỗi tháng bà được may 8 chiếc áo, tức là cần 96 chiếc áo cho cả năm. Vì thế nên người dân đã may hoàn thành 96 chiếc áo bà Chúa xứ và 96 áo cúng cô, 96 áo cúng trậu, hai tượng đặt hai bên tượng bà Chúa xứ núi Sam. Hoạt động truyền thống này được ban quản trị lăng miếu núi Sam duy trì nhiều năm qua. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho lễ hội các quốc gia Día Bà Chúa xứ núi Sam năm nay. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Kiên Giang cấm toàn bộ xe ô tô lưu thông trên đường 965 U Minh Thượng nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng con người. Bởi vì tuyến đường này đang bị sụp lún bất thường và nhanh chóng, đường lún theo phương thẳng đứng và trượt ra ngoài kênh. Thời gian cấm bắt đầu từ ngày hôm qua cho đến khi khắc phục xong các vị trí bị sạt lở. Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang sẽ tổ chức phân luồng giao thông đường tỉnh 965 thuộc vùng đệm U Minh Thượng. Địa phương cũng đã mở 39 đường tạm, dàn dây, rào chắn và lắp thêm đèn chiếu sáng ban đêm đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện. Liên quan đến nhiều diện tích lúa của bà con nằm cặp công trình đường cao tốc Hậu Giang-Cà Mau đoạn qua xã Dị Thắng, huyện Dị Thủy, tỉnh Hậu Giang bị thiệt hại, Ủy ban Nhân dân huyện Dị Thủy đã tổ chức cuộc họp với các bên có liên quan để giải quyết những kiến nghị của bà con và tìm hướng xử lý nguồn mặn. Ghi nhận của phóng viên VTV Cần Thơ. Đây là khu vực chuyên trồng lúa, rộng 3,3 ha của người dân ấp 9, xã Dị Thắng, nằm cặp công trình xây dựng đường cao tốc Hậu Giang - Cà Mau. Trong hai vụ mùa gần đây, nông dân đều bị thiệt hại từ 50 đến 70% diện tích do lúa chết, kém phát triển. Cả khu vực này là cặp đường cao tốc nè, nước ở trên cao tốc xuống này nó chết cỡ này nè, lúa gì là sống nổi, phát triển nổi. Cái công trình bơm cát vậy thì nó nhằm cái nước mặn, nó ảnh hưởng đến đời lúa, rồi lúa nó xảy ra nó vàng rồi nó. Bà con nông dân này không biết gì, nó là lúa bệnh, rồi tiếp tục mua thuốc xịt, mà xịt càng ngày nó càng nguội, càng ngày càng nguội. Để tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục khu vực lúa chết, vào chiều ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Dị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức cuộc họp giữa chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công và các sở ban ngành tỉnh. Các cơ quan chuyên môn đều khẳng định, diện tích lúa dọc theo tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau, đoạn đi qua ấp 9 xã Dị Thắng bị ảnh hưởng là do nhiễm mặn với nồng độ cao. Vật liệu cát mình đưa là cái vật liệu cát nước ngọt. Nó lại xảy ra cái chuyện đó, có thể do những phèn hoặc là một số lý do khác. Sẽ phối hợp với địa phương để tìm cách để giải quyết cái đường rãnh nước tạm thời, nó rãnh nhỏ thôi để nó cũng thu gom được cái nước mà thôi ra thải ra là nó trôi đi. Và cái mùa mưa này, cái mùa thuận lợi nhất là nó sẽ thoát được cái đó, này nó sẽ giải quyết được căn cơ trong tạm thời, ít nhất là được một cái vụ kế tiếp mà đã. Dù chưa khẳng định được nguyên nhân lúa chết xuất phát từ đâu, nhưng chủ đầu tư và nhà thầu cam kết sẽ hỗ trợ cho 9 hộ dân bị ảnh hưởng 44 triệu đồng vụ đông xuân 2023-2024. Còn vụ hè thu năm nay, các bên sẽ tiếp tục theo dõi mức độ thiệt hại và sẽ có hướng hỗ trợ. Thời gian tới thì ban Nguyễn Thịnh cũng có cái biện pháp thi công an toàn, thi công trong cái công trình của mình để tránh từ trường hợp gò gỉ tất cả các cái nguyên vật liệu mà ảnh hưởng đến lúa của bà con. Đơn vị thi công cũng khẳng định không sử dụng cát biển để làm đường. Dù chính quyền địa phương không yêu cầu, nhưng đơn vị đã lấy mẫu đi xét nghiệm và sẽ công bố khi có kết quả. Như thông tin chúng tôi từng phản ánh, hàng trăm hộ nông dân thuộc tổ hợp tác số 12 thuộc xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đồng loạt bỏ canh tác vụ lúa hè thu để phản đối giá bơm nước được cho là quá cao của một trạm bơm tại địa phương. Đến nay thì đa số nông dân đã đồng thuận xuống giống trở lại khi giá bơm nước được điều chỉnh. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hồng, trạm bơm đã đồng ý phục vụ bơm tưới tiêu cho vụ hè thu năm 2024 với giá 150.000 đồng trên 1.000 m2 thay vì giá 37 kg lúa trên 1.000 m2 như trước. Để kịp thời xuống giống vụ hè thu năm 2024 đảm bảo đúng lịch thời vụ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã đề nghị bà con nông dân thống nhất với giá nêu trên. Đến nay thì hơn 80% hộ nông dân có ý kiến thống nhất theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân huyện để xuống giống vụ lúa hè thu. Đồng thời, một số hộ nông dân cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện sớm giải quyết dứt điểm phần tài sản liên quan đến trạm bơm này để có thể thực hiện đấu thầu, tìm nhà đầu tư khác sau khi kết thúc vụ lúa hè thu năm nay. Đối với các hộ dân chưa đồng ý xuống giống, địa phương vẫn đang tổ chức vận động. Trời đánh tránh bữa ăn là câu nói của người xưa ám chỉ việc lôi công sẽ không đánh người khi đang ăn cơm. Tuy nhiên, câu cửa miệng này dường như chỉ mang ý nghĩa là lời nhắc nhở của các bậc cha mẹ đối với trẻ nhỏ. Vì mới đây thì một trường hợp tai nạn hy hữu đã xảy ra tại tỉnh Đắk Nông. Theo thông tin ban đầu, khoảng tối ngày 23 tháng 5, nạn nhân là nữ, cùng gia đình đang ăn cơm thì xảy ra mưa to và có kèm theo sấm sét. Bất ngờ người này bị sét đánh trúng và tử vong tại chỗ. Sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo thị trấn Ia Tờ Linh, tỉnh Đắk Nông đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Thưa quý khán giả, vỏ thân cây tràm từ trước đến nay là bộ phận gần như không có giá trị nào, thường bị bỏ đi. Thế nhưng giờ đây, bằng sự sáng tạo của mình, anh Lê Hoàng Nhân, một người con của đất An Minh, Kiên Giang, đã biến vỏ tràm thành những tác phẩm nghệ thuật như thế này. Cách làm này không chỉ giúp anh Nhân gia tăng thu nhập mà còn góp phần giảm thiểu rác ra môi trường. Đây cũng là cách mà người dân đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Cây tràm này gắn bó gần như rất nhiều với đời sống của cư dân ở nơi đây. Ra ngoài trước cũng gặp tràm, qua bên hông nhà cũng gặp tràm, ra ngoài sau lưng nhà cũng gặp tràm. Nói chung là tràm là rất nhiều. Mình có thể hoàn toàn tận dụng cái vỏ tràm ở địa phương để làm bức tranh. Phải lựa chọn kỹ hơn về mặt kết cấu, về mặt màu sắc thì mình lựa chọn thật là kỹ. Cách làm tranh vỏ tràm là mình áp dụng theo hình thức xé dán. Trước tiên là mình định vị các cái bố cục hình ảnh trên bức tranh. Sau đó mình sử dụng vỏ tràm được thu thập từ ngoài tự nhiên. Màu trắng này mình sẽ sử dụng để làm các cái chi tiết như là đám mây, mái nhà, vàng nhạt và màu vàng sẫm. Thì đối với các gam màu này mình sẽ sử dụng vào cái việc mình làm các cái nước, rồi các cái bờ đất, các cái chi tiết cành cây ở phía xa. Mình vận dụng như thế nào cho nó phù hợp. Vì cùng bên ngoài thì nó sẽ có những cái lớp màu là màu xanh, xanh ghiêu. Đây là những cái màu gông ghiêu, nó đóng gông tự nhiên trong cái cây tràm của mình trong quá trình sinh trưởng. Thì đối với gam màu này mình sẽ sử dụng làm các chi tiết như là các cái đám cây ở phía xa. Hiện nay thì cái tranh vỏ tràm tương đối có đầu ra ổn định. Ví dụ như một bức tôi cầm trên tay như thế này thì cũng phải có giá từ 350.000 trở lên. Bản thân em mới đầu nghĩ về những vỏ tràm thì nó khá là vô dụng, giống như là thường sẽ ung thang giống. Nhưng sau khi em nhìn thấy được như vậy thì em thấy có những ý tưởng sáng tạo hơn nữa để phát triển kinh tế. Giống như em nghĩ về giống như là năng thì có thể làm ống hút tự nhiên và không gây ảnh hưởng tới môi trường. Mình có cái tâm và mình có một cách thích ứng phù hợp thì rõ ràng trong cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, với những tài nguyên bản địa hoàn toàn có thể biến nó thành một cái giá trị mới, mang lại cái sinh kế cho mình thì cuộc sống của mình tốt lên mà mình không cần phải đi đâu. Vẻ đẹp của con người và vùng đất phương Nam trong tiềm thức của nhiều người là nét hoang sơ, sự mộc mạc và giản dị. Chính những nét đặc biệt đó mà nhiều nghệ sĩ vẫn xem nơi đây như là một trong những nguồn cảm hứng để mang đến cho cộng đồng những tác phẩm cực kỳ độc đáo như anh Lê Hoàng Nhân. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.